Mà mình thấy khá là bất ngờ với kết quả này đấy chứ, bởi vì là một combo rẻ như thế này, có hơn 10 triệu thôi, rẻ bằng một nửa một chiếc laptop văn phòng bình thường mà các bạn có thể chơi game. Mà chắc chắn là những cái chiếc laptop văn phòng không có cạc rời đấy không thể làm được điều đó. Tùng Dương Vũ: anh Hoàng, chị Phương làm một bộ PC 10 triệu cho nhiều người như kiểu sinh viên hoặc là không có điều kiện mua đi. Nói chung là bộ này đơn giản thôi, không cần đến Hoàng, mình có thể tự build cho bạn được. Và một điều trùng hợp đó là ngày hôm nay thì cũng có một vị khách hàng của Hacom cũng build bộ PC trong cái tầm giá mà đúng yêu cầu của bạn Tùng Dương Vũ luôn. Thế nên là một công đôi việc, mình sẽ vừa lắp đặt bộ máy này cho anh khách đấy cũng như là show luôn cấu hình của bộ máy này lên để tư vấn cho các bạn về một bộ PC 10 triệu có thể chơi game, có cạc rời luôn, đúng như yêu cầu của Tùng Dương Vũ nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào kho để xuất đơn hàng ra cũng như lấy linh kiện để lên studio để lắp. Đây, trên tay mình đang là đơn những cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay rồi. Bây giờ chỉ cần di chuyển đến vị trí kho là có thể lấy được hết toàn bộ cái bộ PC này. Chắc là không nhiều đồ lắm đâu, mình bê được hết thế này. Anh ơi, cho em lấy đơn này vậy ạ. Đây là kho của Thái Hà này mọi người. Thấy nhiều đồ không ạ? Nguyên cái hộp bên này là rất là nhiều cặp hình này. Ở đây là laptop này, vân vân và mây mây. Chắc là chờ khoảng cỡ 5 phút để mình lấy toàn bộ cái linh kiện này ra. Với kinh nghiệm lắp của mình trong một khoảng thời gian gần đây với bộ này cũng khá là giống với cái bộ livestream gần tuần gần đây nhất của chúng mình nhá, thì mình nghĩ là mình sẽ lắp nhanh thôi, chắc trong khoảng 2 tiếng. Một tiếng. Mình đùa thôi, 1 tiếng là mình lắp được rồi. Đầu tiên tưởng nhẹ nhưng mà thực ra cũng không nhẹ mọi người ạ. Bê leo 2 tầng thang bộ là cũng mệt rồi, mai qua đến studio lắp thôi. Ây da, ôi trời, đến rồi. Chờ tí mình xếp xong rồi mình sẽ show cấu hình cho các bạn nhé. Chờ một tẹ. Tên, đấy, xong, mình đã xếp xong toàn bộ cái bộ PC có mức giá chính xác là khoảng 10.600.000 ở trên bàn của mình đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có nhìn thấy bo mạch chủ đến từ Asus, đó chính là Pram H410MCF. Con này thì sẽ có mức giá là 1.600.000 nha mọi người. Đó. Rồi chúng ta sẽ có cạc màn hình của Manly, đó là GTX 1050Ti. Bộ này có cạc rời. Và tiếp theo đến con CPU này thì mình cũng lưu ý một xíu. Cái bộ mà mình muốn recommend trong cái cấu hình 10.600.000 á thì nó sẽ là CPU i3-10105F. Nhưng bởi vì là cũng rất là đặc tiếc cho anh khách này, bởi vì con đấy có cái hiệu năng trên mức giá trong tầm giá rẻ rất là ổn, thế nên là gần như là luôn luôn trong tình trạng cháy hàng. Thế nên bắt buộc là anh khách đã phải chuyển sang đó là 10.105 thường thôi. Thì con này nó chênh so với con kia khoảng gần 1 triệu. Nhưng mà cái cấu hình mà mình recommend cho mọi người sẽ là con F nha. Thế nên mình sẽ vẫn để con này ở mức giá là 10.600.000. Bởi vì là nếu mà chúng ta đã có cạc rời rồi thì cái hiệu năng của hai con nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Thế nên là mình nghĩ là dùng con này thay thế cho bộ đấy là ok, ổn. Rồi chúng ta sẽ có một thanh RAM thôi, 8GB đến từ G-Skill. Con này thì sẽ có bus bao nhiêu đây? Bus 2666 nha. Rồi chúng ta sẽ có một ổ cứng SSD đến từ KingFast với dung lượng là 120GB. Đúng không? 120GB. Rồi chúng ta sẽ có một bộ nguồn dùng cho tất cả cấu hình này khoảng cỡ 500W đến từ cái hãng này mình cũng chưa lắp bao giờ luôn đấy. Igo VK550 nhưng mà công suất là 500. Ok. Và cái nguồn này cũng 500.000 thôi. Còn đây là vỏ cây mà lúc nãy mình đã giới thiệu với các bạn, một vỏ cây của Hacom với mã là Hacom Business nha. Đó, vỏ cây này do Hacom, có thương hiệu của Hacom ở trên này luôn. Để xem một chiếc mainboard 1.600.000 sẽ có những cái gì nào. Đây mọi người, đây chính là chân dung của chiếc mainboard Asus Pram H410M. Trông nó cũng rất là cơ bản thôi. Con main này thì socket 1200 đương nhiên rồi. Nó sẽ có 2 khe RAM này, một khe để các bạn gắm cả màn hình này, cũng có thêm một cái NVMe 1X ở đây nữa. Rồi nó cũng gọi là tương đối cơ bản để đáp ứng cho nhu cầu PC giá rẻ của mọi người thôi. Mọi người hãy tưởng tượng rằng đây là con CPU 10105F nha. Tưởng tượng đi, nó giống y nhau mà nó khác mỗi chữ F thôi. Hiệu năng cũng thế, mình dám đảm bảo với các bạn luôn, khi mà chúng ta đã có rồi thì hai con CPU nó sẽ hiệu năng xem nhau. Cùng lắm là chỉ hơn kiểu 1-2 FPS thôi, thì nó không đáng kể cho lắm. Em này thì sẽ có 4x8 luồng nha mọi người. Và stock thì để đây, tí nữa mình lôi ra. Lúc nào cũng cảm thấy dễ dàng hơn khi mà lắp những chiếc CPU đến từ Intel, bởi vì nó khá là dễ lắp và chân nó không bị dài quá. Với cả những cái chiếc main mà đời cũ kiểu H4, H5 ấy, thì mình cảm thấy là cái này nó lắp nó dễ hơn này, nó không bị quá chặt.
Còn cái kiểu socket 1700 mình kiểu rất là dùng sức và mình rất là sợ ấy. Nhưng cái này thì lắp dễ dàng hơn này. Ok, bây giờ đến RAM ha. Một thanh RAM, quen một là một kit. Một thanh RAM 8GB. Rồi Skillbud 2006 với mức giá là 859.000 hay là 56.000 gì đó. Ủa, nó không có cả tản nhiệt luôn đấy mọi người. Mỏng thực sự. Chắc thì ấn vào đau tay lắm rồi này. Ây da, chặt đấy. À, ok, mình đã nghe thấy một tiếng tạch rồi. Chắc là xong rồi đấy. Đúng là mỏng này thì các bạn sẽ hơi khó ấn hơn một xíu. Nào, vỏ cây Hacom Business hãy ra bàn chính này. Vỏ này thì kích thước nhỏ gọn như thế này, mình nghĩ là các bạn để lên bàn cũng được á. Để dưới chân thì trông nó hơi hơi nhỏ quá nên là mình nghĩ để trên bàn là hợp lý. Vỏ cây này thì sẽ có mặt đằng trước cũng là lưới này, mặt đằng sau này cũng thoáng này. Với cả thêm một cái phần ô thoáng ở đây nữa để có thể giúp. Bởi vì chúng ta đã không có cái tản nhiệt rời đi kèm rồi, chúng ta dùng tản stop rồi. Thế nên là chọn một cái vỏ cây thông thoáng một xíu để cái khả năng tản nhiệt của nó tốt hơn. Với mức giá có 300 nghìn thì mình đánh giá con này build cũng khá ok đấy chứ. Bởi vì các bạn xem này, đây là cái chỗ để main của nó này. Đó. Các bạn thử nghĩ xem là với một cái combo i3-10105F với cả 1050Ti thì chúng ta sẽ test được những cái tựa game nào. Mình đầu tiên là mình chắc chắn là mình sẽ test những cái tựa game online bình thường như kiểu là Liên Minh rồi là ở Dota thì không biết chơi. Liên Minh đi, CSGO với cả là chắc là động một tí đến God of War một tẹo để xem nó có chơi được không nhá. Nhưng chắc là chỉ ở mức setting medium thôi. Một chiếc nguồn 500W đến từ Aigo. Không biết là đã bạn nào sử dụng nguồn của hãng này chưa. Đây, sản phẩm của chúng ta sẽ được bọc ở trong một cái túi chống sấp như thế này. Vì cái nguồn ở trên đây mình lại phải đặt nó xuống để lắp cho nó dễ. Đây, quay ra đây cho các bạn nhìn thấy ha. Đó. Khi lắp hai cái tấm này vào thì mình phải cắm thử cái dây nguồn để test xem nó có lỗi gì không, nó có lên chạy ổn không đã. Rồi mình lắp vào để cho đỡ mất công tháo đi tháo lại á. Đây, cắm tạm đây này nha. Đấy, có led đây để cho mọi người nhìn thấy là máy đã bật luôn. À, các bạn nhìn thấy chiếc tản stop của chúng ta đã quay rất là đều rồi. Quay đều, nghĩa là nó đã ổn rồi. Và cái vỏ cây này cũng rất là tiện khi mà mọi người có một vài cái cổng kết nối ở mặt đằng trước luôn nha. Ngoài USB set chúng ta sẽ có hai rác để kết nối tai nghe mic này, rồi dây USB này, cổng USB này. Đấy, đỡ ví dụ như các bạn muốn cắm USB Wi-Fi hoặc là muốn cắm chuột bàn phím thì cũng đỡ phải luồn tay ra đằng sau, cũng rất là tiện. Ten, mình đã set up và dọn dẹp xong tất cả mọi thứ lên đây để có thể test cho mọi người. Và một điểm lưu ý đó là bởi vì đây là ổ cứng của khách hàng, thế nên mình không thể tự tiện cài đặt mọi thứ được. Mình đã thay một chiếc ổ cứng trên phòng studio của mình để có thể có sẵn những cái game. Ví dụ như là các bạn thấy đây là God of War này, rồi là Assassin's Creed Odyssey này, hay là CSGO, hay là Liên Minh Huyền Thoại để test cho mọi người thấy rõ hơn. Bởi vì nếu mà tải ra một cái ổ cứng mới nó mất rất là nhiều thời gian á. Rồi bây giờ đến ngay phần test thôi, bây giờ trước hết là mình sẽ bật các frame trước nha. Đầu tiên thì mình sẽ test với tựa game Liên Minh Huyền Thoại trước nhá. Đây, mình đã bật hết sẵn các frame các thứ lên rồi và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cài đặt. Chúng ta có thể thấy là độ phân giải sẽ là Full HD này. Rồi là đồ họa thì đang để ở mức cao nhất luôn, rất cao luôn. Đấy, không có giới hạn gì cả. Đấy, bây giờ các bạn thấy là mình tự chơi đi. Trong một cái gọi là trình độ chơi rất là gà thì chúng ta thấy FPS của nó đang đạt là 193 FPS trung bình này. Phần trăm load của CPU với cả màn hình thì không đáng kể rồi, nhiệt độ rất là mát mẻ. Chưa đến đây, ngưỡng cao nhất có khoảng 52 độ C thôi. Đó, thế nên bây giờ mình sẽ đi xem một cái trận đấu trực tiếp thì nó sẽ thể hiện rõ hơn với cái phần combat xem nó có bị drop FPS không nhá. Đây, mình đã tìm được một trận đấu để cho các bạn xem cái khoảng thời gian giao tranh thì FPS nó sẽ như thế nào. Và đúng như mình nói là nó đã bị drop xuống một xíu rồi. Đây các bạn đang thấy nó chỉ còn 150 FPS trung bình thôi đúng không ạ? Đó, nhiệt độ thì bắt đầu tăng lên rồi. Thay vì lúc nãy thì GTX 1050Ti của chúng ta chỉ dưới 50 độ thì bây giờ nó đã bắt đầu lên ngưỡng 56-57 độ rồi. Tuy nhiên nó vẫn đang rất là mát mẻ đúng không? Khi nào mà nó lên hơn 80 độ, 90 độ thì lúc đấy mọi người mới quan tâm cơ. Nhưng mà cái tựa game này thì mặc dù là những con chip này hay là càng màn hình này trong một cái bộ PC hơn 10 triệu nhưng mà nó vẫn làm rất là tốt trong những cái tựa game mobile nhẹ nhàng, Liên Minh online nhẹ nhàng như Liên Minh Huyền Thoại. Tiếp theo thì sẽ là một tựa game FPS nhá, đó là CSGO. Thì đây mình sẽ để cho các bạn xem về cái cài đặt thì mình đang để ở Full HD này.
Rồi tất cả những cài đặt đây, hai hết đúng không ạ? Đó. Với những cái tựa game, với những cái tựa, với tựa game này trong những cái combo khác, ví dụ như là combo mà cao cấp hơn một xíu như những bài test trước đây mình nhớ lại thì khoảng kiểu y thế hệ thứ 12 ấy, rồi là những cái con mà 3060 chẳng hạn, thì mình thấy là FPS của nó cho ra được cỡ gần 300 FPS, có những lúc rất là đỉnh thì lên được hơn 300. Thế thì bây giờ để xem với một combo gần như là rẻ tiền nhất rồi trong thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ cho ra được FPS như thế nào. Nói chung các bạn thấy là FPS đang rất là ổn đúng không ạ? Mình đang để mức setting cao nhất và nó vẫn đang hơn 100. Những lúc bắn nhau thì giao tranh các thứ thì nó xuống khoảng 130. Đó, không, lúc này thì 180 luôn, có thể là tùy cảnh. Nhưng mà mình thấy là đang khá là ổn. Kể cả là P1% lâu các bạn thấy là nó chỉ dao động khoảng 8 mấy, 9 mấy. Như này hoàn toàn chơi được tốt. Ôi, thời gian mua súng rồi. Về nhiệt độ thì mình bắt đầu thấy là con cả màn hình này đã phải hoạt động nhiều hơn rồi. Bởi vì là các bạn nên thấy nó đang lên đến 60 mấy độ C rồi. Còn con CPU của chúng ta thì sẽ vẫn vượt ngưỡng, trong ngưỡng là khoảng 5 mấy cho đến 60. Mình thấy khá là ổn, nó chỉ nóng hơn cái tựa game kia một xíu thôi. Mình đang cảm thấy có một cái trải nghiệm về CSGO rất là hài lòng ở đây. Thứ nhất là về cái độ FPS cho ra này, rất là cao này. Tiếp theo nữa là những cái khi mà mình đi vào những cái khung cảnh khác nhau, ví dụ như tối trong này nhá, các bạn thấy này, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó không bị drop quá nhiều. Kể cả lúc bắn nhau cũng như vậy, mình cũng cảm thấy là nó không bị ảnh hưởng, mà nhiệt độ nó rất là mát đương nhiên rồi. Vậy thì các bạn thấy là với một con chip và một cái cả màn hình, nó chỉ trong một bộ máy có khoảng giá 10 triệu mà nó có thể đã cho ra được một cái lượng FPS như thế này thì mình thấy ổn đấy chứ. Các anh em game thủ, ví dụ như là sinh viên hoặc là mới bắt đầu chạm đến ngưỡng game thủ thì có thể hoàn toàn tham khảo cái bộ máy này để gọi là một cái bước khởi đầu nó nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ thì đến những cái tựa game AAA nó nặng hơn một xíu nhé, để xem là em này có chơi được không. Ví dụ như cái tựa game mà mình hay dùng để benchmark đó là kiểu như là Assassin's Creed Odyssey này, hoặc là God of War. Đó, God of War thì chắc là cái God of War trong cái ổ cứng này nó hơi lâu một xíu mọi người ạ, thế nên là nó sẽ không phải là cái phiên bản mới nhất, nhưng mà dù sao nó vẫn là một cái tựa game AAA và vẫn có thể test được cái phần cứng của bộ máy này. Sau khi chốt đi chốt lại thì mình quyết định là test God of War trước. Đây, thứ nhất là vào setting để chúng ta xem nào. Tất cả mình đang để ở mức original thì nó sẽ giống như là trên PS4 của chúng ta. Đấy, nó sẽ tương tự như vậy thôi. Đây, mình đã tắt vi sinh rồi để không giới hạn FPS này. Độ phân giải sẽ là Full HD này. Còn lại thì nó sẽ giống như cài đặt ở trên PS4 thôi, như bình thường. Trong những giây phút đầu tiên của game, chúng ta thấy rằng FPS trung bình đang đạt trên 30 một xíu, nhưng mà P1% lâu nó đang đỏ lòm là 30 FPS. Đó. Còn nhiệt độ thì vừa khởi đầu là chúng ta lại thấy nó trên 60 độ C rồi, 66 độ C rồi. Và cuối cùng thì đến cái tựa game này thì con GTX 1050 Ti của chúng ta đã loát lên đến 100% là nó sử dụng toàn bộ hiệu năng rồi. Quên mất, cứ mãi nói không chơi cho mọi người. Nào, chắc đi. Thế và đây có vẻ là FPS đang tăng lên một xíu so với lúc nãy rồi. Mà mình thấy khá là bất ngờ với kết quả này đấy chứ, bởi vì là một combo rẻ như thế này, có hơn 10 triệu thôi, rẻ bằng một nửa một chiếc laptop văn phòng bình thường mà các bạn có thể chơi game. Mà chắc chắn là những cái chiếc laptop văn phòng không có cạc rời đấy không thể làm được điều đó. Nên nếu như các bạn muốn có một cái FPS ổn định hơn thì mình nghĩ các bạn phải hạ mức setting xuống rồi. Chắc chắn là không thể chơi được ở cái mức setting đấy. Hình như một lần mình đã thử làm như thế để cho nó, mặc dù là hình ảnh trong game các thứ nó xấu hơn, nó tệ hơn, nhưng mà bù lại thì cái FPS cho ra nó cao hơn, nó lên đến khoảng 5 mấy. Hình như cũng là một cái combo i3 thì phải, đợt trước mình test thì nó sẽ lên được khoảng 5 mấy FPS, thì như thế nó sẽ có một cái trải nghiệm chơi game tốt hơn, mặc dù là về phần mắt là nó không ổn lắm. Thì trên đây mình đã vừa test khoảng 3 tựa game cho mọi người, có cả những game nhẹ nhàng online, có cả những tựa game FPS và một tựa game đã từng được chơi rất là nhiều trên PS4 đúng không ạ, God of War. Và mình thấy rằng là với một cái combo trị giá khoảng 10.600.000 đồng, mình sẽ đọc lại cấu hình một lần nữa nhé. Đó là i3-10105F này, với GTX 1050 Ti này, một mainboard là 4H410M này, rồi chúng ta sẽ có 8GB RAM, nguồn là 500 này. Tất cả sẽ nằm gói gọn trong chiếc vỏ cây rất là nhỏ nhắn xinh xắn ở đằng sau, đó là Hacom Business. Đó, thì đây sẽ là một cái combo PC khá là ổn cho những bạn nào gọi là sinh viên, học sinh sinh viên muốn
chạm đến gọi là những cái ngưỡng đầu tiên của game thủ thì các bạn có thể tham khảo cái cấu hình này. Và tất cả những cái link về sản phẩm mình sẽ để phần mô tả của video cho bạn nào quan tâm nhé. Và bạn Tùng Dương Vũ thân mến, đấy, câu trả lời của mình đã hoàn toàn đáp ứng được cái câu hỏi của bạn trong video trên YouTube rồi đúng không? Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Icon. Và nếu như là những bạn khác có yêu cầu hay có thắc mắc gì thì cũng có thể để lại comment ở dưới video này để chúng mình có thể giải đáp, và có thể giải đáp bằng một video lắp máy hay là gì đó ở sau đó nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Icon.